quý vị và các bạn, qua phần trao đổi với bác sĩ Nguyễn Văn Vi Hậu thì chúng ta cũng thấy rằng đái tháo đường là một bệnh mãn tính, và để điều trị căn bệnh này thì bên cạnh có một chế độ dinh dưỡng hợp lý, sử dụng thuốc đúng như tư vấn của bác sĩ thì cũng cần có một chế độ tập luyện phù hợp, và yoga là một sự lựa chọn rất là thích hợp cho người bệnh đái tháo đường. Và ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi tham khảo một bài tập có lợi cho người bệnh đái tháo đường quý vị nhé. Chế độ luyện tập thể dục cho bệnh nhân đái tháo đường tuân theo các nguyên tắc. 1. Tùy thuộc vào độ tuổi, thời gian mắc bệnh, bệnh lý tim mạch, mắt, thận kèm theo. 2. Được các bác sĩ tư vấn kỹ lưỡng về chế độ luyện tập phù hợp. 3. Cá nhân hóa trong chế độ luyện tập thể dục. Và sau đây mời Đoàn Nhung tham gia với Diamond Yoga trong một lớp dành cho những người bị bệnh đái tháo đường. Các tư thế yoga ngoài tác động lên cơ, khớp, còn tác động lên các tuyến nội tiết và các luân xa trên cơ thể, giúp điều hòa thân tâm và giúp trị liệu tất cả các vấn đề. Và theo một nghiên cứu gần đây thì trên 123 người tham gia luyện tập thì thấy rằng cái mức độ cải thiện, cho dù tập chỉ có 3 giờ một tuần, thì kết quả cải thiện điều khiển lượng đường tốt hơn hẳn so với tất cả những người không có luyện tập. Kéo cột sống lên, thở ra thoát bụng ra. Tay lên, hít vào thẳng, thở ra nghiêng hết qua trái, hít vào, thở ra gập xuống, tay đánh ngược lên cao, thả lỏng tay, hít vào hết lòng bàn tay với nhau, ngửa hết lên thẳng, thở ra thả lỏng toàn bộ các cơ. Phải nắm cổ tay trái, kéo xuống mở vai và ngực thẳng lưng, thở ra thoát. Chế biến một món ăn có lợi cho người bệnh đái tháo đường quý vị nhé.